Vâng, và chúng ta chào mừng toàn thể anh em đã đến với trận... Ôi, chưa bay à? Chào mừng toàn thể anh em đã đến với trận đấu thứ hai trong buổi cuối tuần của chúng ta với phần thưởng cực khủng. Và cái đường bay của chúng ta đó là giữa khu vực bản đồ, chạy từ El Pozo tới khu vực Puerto cái gì đó thì mình không thể biết được. Nơi mà đường bay của chúng ta có thể nói là rất nhiều những cái khu có thể là... nhảy vào cho các player của chúng ta kiếm được đâu đó những trang bị cần thiết để có thể giết nhau một cách hợp pháp. Cùng điểm mặt qua những vị trí ở chưa bay xuống nên mà không phải điểm qua đâu anh em ơi. Bây giờ thì máy bay của chúng ta vẫn đang bay mà thôi. Nên là mình cứ để ở cái bản đồ này đi. Tất cả những cái khu vực như là Pecado, Los Neolet, Sa Martin đều có thể bay tới. Những khu vực giàu và mang cho mình rất nhiều trang bị xịn sò con bò. Ở đây là tem số 42. Vẫn chưa bay chạm xuống dưới đất nên là mình cũng chưa có cái gì để cát cả, định mệnh. Bay nhanh lên các thanh niên ơi, bắn nhau đi, giết nhau đi. Vẫn chưa có gì cả anh em ơi. Đây là El Bozo và El Bozo với sự có mặt của chúng ta đó là 1, 2, 3, 4, 5 team. AB đã có mạng, đã có pha côn lốc Sơn Tùng MTB rồi. Ở đâu đó vậy? Sao đã lốc nhanh vậy? Đầu bản đồ. Rồi Sơn Tùng MTB đã bị confirm luôn rồi. Tiếp tục là Mummy gấu tay bé. Có thể nói là Nam Ca đã có một pha coi như thế là clear rồi. Number 2. What you be? Cái gì vậy? Cái gì number 2? What do you beat? Cái gì vậy? Định mệnh. Ở khu vực này thì tất cả các team của chúng ta đang nút đồ mà thôi, chưa có gì cả, khi mà chỉ có hai thanh niên tem kia đã bị Lam Ca hạ gục mà thôi, chắc chắn là chưa có súng rồi. Thuần đã có một pha đấm lệch quai hàm anh hết đạn rồi. Cu Dài TV cũng đã có một mạng rồi. Thuần đã đấm lệch quai hàm của anh hết đạn rồi, hết đạn luôn, hết luôn cả cái mạng rồi. Cu Dài TV sóc lọ chết rồi. Đâu rồi, ở đâu đó? Ở khu vực này chẳng hạn, đâu nhở, đúng không? Đây là xa mà đây là cái gì nhỉ? Cái khu này mình chưa biết tên anh em ạ. Mình xin lỗi nha. Mình khu vực mình gọi tạm gọi đây là khu vực biệt thự Mummy gấu tay bẽ nó phải làm xuống rồi. Ở đây thì là có sự góp mặt của hai team, team số 7 và team số 45. Team số 7 Cu Dài và Sơn. Cu Dài vừa có một pha sóc lọ chết bị bắn rồi, bị bắn tại vì bây giờ là góc cam của vị trí số 45 là khá là đẹp khi mà có thể nhìn vào. Ngân cũng đã phải làm xuống rồi. Không biết rằng là liệu rằng là hai thanh niên team số 7 này có giết được cái thanh niên còn lại không. Chị ơi, anh yêu em đã phải nằm xuống rồi. Ngân đã có một pha confirm mạng của tem mập rồi. Nghĩa đại, ui rất nhiều người trên bản đồ đã, rất nhiều khu đang xảy ra giao tranh rồi. Đây rồi, đang có bắn nhau đây mà mình nia cam hơi chậm. Vài cúp tuần tới nữa thôi mình sẽ gọi là chuyên nghiệp hẳn lên cho anh em coi. Khi mà trận này đó là trận thứ Nhi cũng đã nằm xuống rồi. Trận này là trận thứ gọi là thần thứ 3 trong cái sự nghiệp streamer mình cắt giải. Nên là nó hơi luống cuống với những cái pha coi như là lia tâm, lia cam. Capson cũng đã bị lốc rồi. Bây giờ là tình huống đẩy lên của thanh niên số 23 ACA Siêu Q TTN. Chắc chắn là biết trước mặt mình là vị trí của hai thanh niên rồi. Bây giờ là đẩy lên, đẩy vào rồi. Đẩy vào, ui nghiệp, đẩy vào thế này. Chắc chắn là bị confirm được cái mạng rồi, đẩy vào như vậy thì không chết mới là lạ. Tún Neverdia cũng có một, ui. Wow, Tún Neverdia có một pha sấy OG của mình. Khoảng cách tầm 3-40 mét và sấy một phát đi hai thanh niên, định mệnh. Quá là kinh khủng. Anh ấy có một pha bắn gọi là đỉnh cao. Một pha thấy tốt nữa đến từ vị trí của Leverdia. Chắc chắn là đẩy rồi. Quá tốt nữa không? Ui rồi ôi, một thanh niên phải nói là tôi phải dành một lời khen cực độ tới thanh niên Tún Leverdia khi mà chỉ trong mình đó là cây Uzi mà confirm có thể clear tới hai team ở trong cái khu vực này. Bây giờ thì anh ấy đã có cho mình chọn bộ cái khu vực này rồi. Khi mà hai team đều phải làm xuống một cách nhanh gọn lẹ dưới một những cái pha sấy đỉnh cao của anh ấy.
chúng ta cùng lia qua cam đến những cái góc quay khác xem nào. Quỳnh cũng đã có lốc được mạng của coi rồi, confirm luôn rồi. Bây giờ là Chun và Tuấn AB ở trong khu vực này, chắc chắn rồi. Đã clear được cái team nào đó rồi. Bây giờ thì ở trong khu vực San Martin của chúng ta nó là còn hai team. Còn 3 team, team của Tuấn AB, Chun và Mèo Ú Cô Nhiên. Và team số 17 cũng là MX. Đâu đó thì cũng AS Đức Kiên đã phải nằm xuống rồi, AN1105 cũng phải nằm xuống mà thôi. Bây giờ thì ở khu vực này thì cũng khá là an toàn khi mà các khoảng cách của các team của chúng ta thì cũng khá là xa nhau. S Huy đã có một pha lốc ăn mạng bằng quả bom của mình rồi. Bị còn 1105 đã bị confirm luôn cái mạng rồi. Bây giờ thì ở đây thì cũng không có gì cả. Mọn đã có một pha lốc mạng bằng cây shotgun của mình rồi. Đây là SPL Kem và team số 15 và team số 12 đang có xảy ra giao tranh. Kem đã lốc được mạng của Mon rồi. Một cô gái cũng trong team Mông Sinh. Rất là xinh đẹp và chưa có người yêu. Anh em nào mà chưa có bồ thì có thể liên hệ mình. Mình sẽ cho info của chị Mon. À đây không phải là Mon anh em ạ. Mình nhầm. Sorry anh em. Nhầm anh em ơi. Một pha nhầm tai hại đến từ Caster Link ATM của chúng ta. Chun đã có một pha confirm mạng của Bin rồi. Ở khu vực này thì cũng không có gì nguy hiểm cả. Khi mà các thành viên của chúng ta thì đây là vị trí của Mạnh và Ngân, hai khách mời của chúng ta, một anh chàng và một cô gái. Cô gái Ngân của chúng ta với cái giọng khá là cute phô mai que, tay cũng khá là to. Và kèm Tiên cũng đã có một pha gọi là clear mèo môn rồi. Bây giờ thì Ngân và Mạnh đang có một turn đẩy xuống dưới khu vực của team số 34. Liệu rằng là có đẩy vào hay không? Tôi vẫn muốn quay cam tới hai vị trí khách mời của chúng ta. Ke rồi. Team số 34 thì chắc chắn là không có máu rồi khi mà đang không bơm máu và đang chạy mà thôi. Ngay phía bên trên của mình thì đó là vị trí của Ngân và Mạnh. Nhưng mà hình như dường như thì tôi cũng không thấy có một pha. Chỉ là ke nhau mà thôi. Đâu đó thì Ngọc Heo đã phải nằm xuống rồi. Mình có một pha sấy rất tốt đến từ vị trí có Mạnh rồi. Cấu đi cho mình đó là 2/3 máu của đối phương. Kem, SVN Kem. Rồi, cũng chỉ đến thế mà thôi khi mà cũng không dám đẩy xuống đâu. Mình nghĩ là như vậy, chúng ta cùng đến với những cái khu vực khác xem nào. Đây, vẫn là khu vực đấy mà thôi. Không có gì nguy hiểm cả. Ở cái map này thì những cái lựa chọn ban đầu ở những cái vòng bo đầu thì các thanh niên của chúng ta chơi khá là an toàn. Thuần cũng đã phải nằm xuống rồi. Team của Thuần đã phải ra đi rồi, tạm biệt rồi. Thỏ Lẻng đã phải nằm xuống rồi. Thanh niên vừa lại đấm knock out một thanh niên nào đó thì cũng đã phải nằm xuống. Mèo Cute đã phải nằm xuống rồi. Đã còn Tuấn AB đã có cái mạng của mèo rồi. Chúng ta cùng điểm qua nào. Đâu rồi Tuấn AB? Team cuối cùng cơ. À đâu rồi? Đây. Team của Tuấn AB. Rồi, Chun tiếp tục lấy luôn cái mạng của cô Nhiên, thành viên cuối cùng của team Mèo Ú rồi. Vậy là hai chị em của clan Mông Sinh đã phải nằm xuống rồi. Và điều hiển nhiên là trong cái khu vực gì đây? Sa Martin à? Đúng rồi, Sa Martin rồi. Thì Chun và Tuấn AB độc chiếm rồi. Bây giờ thì tha hồ mà loot rồi. Những cái trang bị khủng bố để có thể đối mặt với những cái vòng bo cuối cùng. Trên khu vực bản đồ của chúng ta thì vẫn chưa có chỗ nào xảy ra giao tranh tiếp theo cả. Lên ở đây rồi. Ở bên này thì cũng đang có nhấp nháy. À chỉ một pha chạy bo thôi. MX Cún Cute đã có một nốc mạng rồi. Rồi Cún Cute đã bị bỉm confirm luôn rồi. Ôi, bắn thẳng ở đâu vậy nhở? Bắn thẳng ở đâu vậy? Mấy thanh niên này bắn nào đâu vậy, có thể cho mình xem được không? Gà cũng đã có mạng rồi. Ủa định mệnh. Toàn những cái pha bắn nhau mà mình điếu ly cam tới được. Vô lý. Đây là khu vực của Gà và Tiên. Đây là cái khu vực quần què gì thì mình cũng không thể thuộc được, tại vì mình không chơi cái map này, mong anh em thông cảm. Nên là Mình xin lỗi anh em là mình không có thuộc một số cái khu vực ở trong cái map Myanmar này. Mong anh em thông cảm cho mình nha. Mình sẽ
mình sẽ trau dồi kiến thức ở những cái trận cút tùm sắp tới. Khi mà được anh em ủng hộ nhiều thì mình sẽ mở liên tục một tuần 2 lần cho anh em có những cái sân chơi mới lạ, có thể là cọ sát với nhau trong những cái giải ao làng, những với những cái phần thưởng cực khủng, giá trị siêu phẩm giá trị. Dragon đã có một pha ăn mạng kem rồi. Ở đâu đó thì Tuấn AB cũng tiếp tục có mạng rồi. Mình điểm qua khu vực Tuấn AB xem nào. Tuấn AB bắn nhau gì mà kinh vậy? Bắn vậy thì ai chơi? Ai chơi với các ông đây? Chun, uầy, Chun tiếp tục bị diệt. Cứ vào phút rồi, Tuấn AB và Chun đã có một pha clear luôn cái team khách mời cu dài rồi. Vậy là team Tuấn AB đã có một pha, hai pha clear team khách mời rồi. Bắn thế này thì ai chơi? Về nhà chơi đi mấy ông ơi. Vào đây làm cái gì? Gấu cũng đã lốc được cái mạng của đạ, có cái gì nhỉ? Bèo à? Bèo hay đào? Mình chưa kịp đọc, nó là lá giống nhau nên là mình chưa có đọc kịp anh em ạ. Nó trôi nhanh quá. À, chúng ta cùng đến với cái Idle Rope này xem nào. Idle Rope này của chúng ta thì mang cho mình đó là một cây ốp giảm thanh và giáp 3 mũ 3 và ba lô 3. Gần khu vực đó là vị trí của tem số 15. Liệu rằng là tem số 15 có ra ăn cái thích này không? Khi mà ở quanh cái khu vực Idle Rope này thì không có một ai cả nên là hoàn toàn ăn được. Liệu rằng là hai thanh niên xuống tem 15 này có biết để ra đây mà lấy cái ốp mà bắn không? Ốp ở trong cái map sa mạc này thì nó cứ gọi là vô đối anh em ơi. Bắn xa mà. Capson đã có một... Ui giời ơi ông ơi. Tầm này ông một ngã xe định mệnh ông ơi là ông ơi. Đi từ từ thôi. Bo đã co vào đâu mà vội. Đi đâu mà vội mà vàng. Mà vấp phải đá mà quàng phải cất trâu. Khi mà một pha tự bóp rái mình là ngã xe thôi. Ở đâu đó thì team số 11. À xin lỗi 41. Mẹ cứ lộn thôi anh em ạ. Cũng chả có gì nguy hiểm ở cái khu vực này. Khi mà chọn bộ cái khu vực to đùng như thế này thì được thầu với thầu của team số 41 rồi. Ta cùng điểm mặt qua những cái khu vực khác xem nào. Đây là cái Idle Rope thứ hai trong cái trận đấu của chúng ta. Mang cho mình đó là một cây Garoza, một bộ đồ cỏ và mũ 3 giáp 3 và cái ba lô 3. Quanh khu vực này thì không có ai cả nên là chắc mình nghĩ là cái thính này sẽ ế mà thôi. Ở đây thì đã có giao tranh rồi. Đúng không? Đúng mợ nó rồi. Giao tranh xong rồi mình mới tới. Số 26. Team số 26 vừa giao tranh với team này. Ôi chết, mình phải quay lại cái thính này để mình tắt. Mình tắt cái Idle Rope này đi đã. Rồi tắt rồi. Ở đâu đó thì vẫn không có gì để cho Carter của chúng ta bình luận tiếp cả. Khi mà ở trong cái map này với cái vòng bo như thế này thì quá là bình thường luôn. Ở ngoài bo là điều bình thường. Ở đây đang có giao tranh rồi. Bắn ai đây? Rồi team số 1 lại có một pha clear tới vị trí team nào đây? Mình vừa quay cam tới là chết liền. Tiên và Tiên và Mạnh. À Tiên và Gà, quên. Một cặp đôi. Không biết là có yêu nhau hay không, nhưng mà tôi thấy là khá là hợp nhau đấy. Mình hợp nhau đến như vậy nhưng mà không phải là yêu, mà cũng có biết không biết là có yêu hay không, mình cũng không biết, nói chơi vậy thôi chứ mình biết mẹ gì đâu. Ngay bên phải của cặp đôi này là team số 28, liệu rằng là có va chạm hay không, có đẩy vào không. À, một pha dừng xe rồi, không biết, phát hiện rồi, chắc chắn là phát hiện tới team số 28 rồi, chắc chắn là nhìn thấy rồi, và team số 28 cũng đã nhìn thấy rồi. Bây giờ là một tình huống cam nhau mà thôi. Không biết là có thể ra giao tranh gì hay không, hay là chỉ ngồi nhìn nhau đắm đuối thôi. À rồi, Tiên có một pha 7k đỉnh cao. Khi mà lốc luôn được cái mạng của thanh niên team số 28 và quyết định đẩy lên rồi. Quyết định đẩy lên rồi. Một quyết định có sáng suốt hay không đây. Chúng ta cùng tới với góc cam của Gà. Cứu xong rồi, cứu xong rồi. Bây giờ thì có bắn nhau không? Bị bắn rồi, bị cấu rất đau rồi. Gà bị bắn rất đau rồi. Gà đã trả đũa được một pha. Nói chung là khá là hợp lý khi mà cấu cho mình đó là lửa cây mau tới vị trí số 28. Bây giờ thì chúng ta sẽ ở cùng nán lại ở đây để xem pha giao tranh của hai cái team này. Bây giờ thì máu đã được bơm lên rồi, một quả lết được tung ra rồi. Nhưng mà không, Tiên tiếp tục lốc mạng của Zumi rồi. Bây giờ thì Tiên bắt đầu mở góc mất rồi.
một cô gái tay to, chúng ta cùng đến với góc cam của một cô gái tay to này xem nào. Tiền mở góc phải rồi. Nhìn thấy vị trí rồi, nhìn thấy vị trí rồi và chắc chắn là clear rồi. Lấp như thế, một pha mở góc đỉnh cao vị trí của Tiên. MX Cunham đã clear được team của A-Bắp rồi. Kheo cũng đã phải nằm xuống rồi, Cunham đã bị lốc rồi. Bây giờ thì quanh khu vực của chúng ta này thì Tiên và Gà đã, cặp đôi của chúng ta đã an phận rồi. Bên nhau mãi mãi, không biết là có lấy được top 1 hay không thôi. Ở đâu đó thì chúng ta, ui Tiên có cho mình đó là lắp mạng rồi cơ mà. Không thấy gì cả, bây giờ phía trên bản đồ chúng ta thì không có gì cả. Chúng ta cùng điểm, ở đây vẫn là, ở đây là Ngân và Mạnh. Cunham đã chết vì một quả bom của Huy là Huy gì rồi. Bây giờ cũng chỉ tình huống chạy bom mà thôi. Không có gì cả. Cunham đã bị clear rồi. Huy clear lốt phúc rồi. Ở khu vực này thì nói chung là cũng không có gì cả. Chả có cái mẹ gì luôn anh em ơi. Những cái khu vực bắn nhau thì nó bắn vèo cái xong luôn, mình còn chưa kịp cắt tới, định mệnh. Bây giờ thì mình thử được điểm qua những cái khu vực ngoài bo này, bay là xem nào. Tuấn AB tiếp tục có mạng rồi, chúng ta cùng đến với góc cam của Tuấn AB ngay lập tức xem nào. Đấy là tốt đấy từ, rồi hay quá, Chùn đã lốc rồi. Nhưng mà không sao, Tuấn AB đã clear cho mình cái team trước mặt mà thôi. Bây giờ là chúng ta chỉ còn cái tình huống là xoa mông cho nhau mà thôi. Sờ đít nhau. À, vậy là Chun và Tuấn AB đã đi lấy được cái thính thành công khi mà chạm chạm với thanh niên, team thanh niên nào đó. Bây giờ thì là xoa mông êm đẹp rồi. Anh ơi đưa mông đây. Ta xoa mông nhau. Không có gì cả. Hết rồi, cuộc vui đã tàn rồi. Đâu đó thì ở ngoài boa vẫn đang ke nhau ở vị trí ngoài boa tới từ, ôi giời ơi, team số 37 và 21 tầm này ở ngoài boa với cái map này thì hơi có vẻ là hơi thốn. Hơi thốn anh em ơi. Chạy boa mà thôi. Từ từ mình cắm cái sạc ra nha anh em. Ok rồi, sạc đã cắm thì bắt đầu chúng ta tiếp tục nào. Bây giờ thì đến cái vòng bo này thì chúng ta còn tới 32 player nữa. Và một, còn bao nhiêu team nhỉ? Còn đâu đó là khoảng mười mấy team, mình cũng không đếm luôn, định mệnh. Khu vực ngoài bo của chúng ta thì có một team 48 cũng đang chạy bo. Thanh niên Quang TH kia cũng vừa lấy lọt vào trong cái top 5 thì phải. Bây giờ thì đang chạy bo sấp mặt lèn mà thôi. Bây giờ thì cái vòng bo của chúng ta đã thu rồi. Và cái vòng bo này thì mình cùng điểm qua một số team ở trong bo nha. Team của Gà này, team của Ngân này và team của Chun đều ở trong bo cả. Cái bo này khá là đẹp cho những người chơi khách mời của chúng ta khi mà đã chọn đây. Tún Lai Va Đia, một thanh niên vừa có một pha ở đầu game clear hai team với cây Uzi của mình đây. Ở đâu đó thì ở đây cũng đang xảy ra giao tranh rồi. Tiên đã phải nằm xuống vị trí của Ngân rồi. Bây giờ là 1 đấu 2, 2 bắn 2 đánh 1 thì không chột có khỏe hay không. Ôi hay quá. Hay quá SP ơi. Bây giờ đẩy lên rồi. Ui giời ơi. Một pha lấp không thành công rồi. Tuấn AB đã có nhìn thấy rồi. Bây giờ thì chạm trán với team của Tuấn AB đây rồi. Tuấn AB và Chun đã nhìn thấy rồi. Bây giờ thì liệu rằng là lại có một pha 2 đánh 1 không chột cũng khỏe hay không. Khi mà người đồng đội của SVL Huy đã đang bị lốc đau bụng thấy mẹ rồi. Máu đang sút. Ui dồi ôi. Bây giờ thì mình sẽ lồng tiếng. Ôi dồi ôi đang thấy rồi. Mình đang định lồng tiếng nhưng mà không. Tuấn AB có một pha ăn mạng easy sấy lổ xe rồi. Lồng tiếng vào. Ui dồi ôi anh ơi em đau bụng thấy mẹ luôn. Cứu. Cứu em. Đó. Đó là lời. lời mình có thể lồng tiếng. Khi mà men vừa lấy kêu và nó cũng đã. Ui giời ơi đã được Huy cứu rồi. Huy đã lốc cho mình mạng của Chun rồi. Chun đau bụng thấy mẹ rồi. Chun đang bảo ôi trời ơi. Bim ơi anh đau bụng quá Bim ơi. Help me. Và Tuấn AB cứu luôn ngay lập tức. Sờ luôn cái đít. Và bây giờ thì liệu rằng là Bim có biết là Bim lại tiếp tục lốc được cái mạng của men rồi. Ngay bên sườn trái của mình thôi. Vị trí của Huy. Và bắt đầu đẩy lên rồi. 2 đánh 1
1, 2 đánh 1. Bây giờ thì là một pha solo kill này. Khi mà chun lại nóc rồi. Ui giời ơi, Bim đang bảo ui giời ơi anh ơi, sao anh tả vãi nồi vậy? Trời ơi, anh nóc hoài vậy, em bắn thế mẹ nào được. Đấy, ý là bây giờ là đang trong pha lồng tiếng. Ôi Tuấn AB đã confirm được cái mạng của men rồi. Bây giờ Huy đẩy lên. Huy đang bảo là mày bắn vợ tao thì tao sẽ giết cả nhà mày. Nhưng mà không, bây giờ thì Huy nằm xuống rồi. Khi mà người đồng đội mình nghĩ là một cô gái của chúng ta, một cô gái của chúng ta, có thể nói là người yêu đi, đã phải nằm xuống thì đã tiếp động lực cho người chồng của mình. Đẩy lên nhưng mà không, đẩy lên là chưa đủ. Khi mà đối diện với anh ta là một hai con quỷ hai con quỷ khát máu, nên là điều nằm xuống là cái điều chắc chắn rồi. Lồng tiếng chuẩn chuẩn như phim hành động không anh em, chuẩn vãi, chuẩn chuẩn không cần chỉnh, chỉnh là hỏng luôn đấy. Bây giờ thì ở khu vực này thì cũng ui mẹ, đéo có gì để cát anh em ạ. Định mệnh chúng ta vừa lấy có một pha cát đỉnh cao rồi, bây giờ thì chúng ta ồ Tún Never Dear vẫn là ngồi đây, ngồi ỉa khu vực này. Thì anh ấy ỉa có ngon hay không, khi mà trên phía trên đồi của chúng ta là team số 35 và 37, không biết là có nhìn thấy nhau không. Đang ỉa mà bị bắn là hơi bị thốn đấy. Ở đây rồi, team số 41 đang giao tranh với team số 18. Thấy nhau rồi, bắn rồi, bắn là chả thấy mẹ gì luôn, chả thấy mất tí máu nào, tuế toàn máu trắng rồi. Một quả lết được tung ra rồi nhưng mà chả cấu đi được tí máu nào. Tún Nevadia đã phải nằm xuống rồi, nốc được thành viên số team số kia rồi thì team kia rồi cũng nằm xuống luôn rồi. Bây giờ là mở góc từ team số 18 rồi, tách nhau ra rồi nhưng mà không biết là vẫn là một tình huống quăng bom mà thôi. Chưa, chun tiếp tục có một pha lốc mạng Đức Tuân rồi bằng cây M24 của mình rồi. Bây giờ thì chúng ta cùng với đến góc cam gần nào. Mở góc rồi, team 41 nốc được một thành viên team số 18 rồi. Bây giờ thì nhớ người yêu cũ, người yêu mới đang ở đây rồi. Ui rồi ôi, người yêu mới, người yêu cũ thì cũng đã lốc rồi. Bây giờ là sấy là gọi là cũng tạm tạm tới vì từ vị trí của thanh niên gấu. Bây giờ là liệu rằng có đẩy lên hay không, hay là bây giờ chỉ có một là đẩy lên, hai là hẹo thôi. Người yêu cũ kìa, nó đang ngồi với người yêu mới kìa, bắn bỏ mẹ nó đi. Trời ơi, người yêu cũ, người yêu mới này, nó đang ngồi cứu nhau này lên. Ui, không cứu nhau là thấy mẹ rồi. Thôi xong, người yêu cũ cứu được người yêu mới rồi. Thì bây giờ thì chắc chắn là thanh niên kia cuộc tình tay ba, người yêu mới, người yêu cũ gì thì gấu mình nghĩ là phải nằm xuống mà thôi. Nào cùng xem là thanh niên người yêu cũ này kết hợp. Ngân đã bị caption lốc rồi và Mạnh đã cờ lia luôn cái mạng của thanh niên kia rồi. Bây giờ thì chắc chắn là không có pha giao tranh. À đâu, chỉ là tình huống ke nhau thôi. Thanh niên Đức Tuấn đã gom pha ngã xe chết rồi. Bây giờ là mở góc đẩy lên rồi. Đẩy có tốt hay không? Người yêu cũ cover người yêu mới. Bắn đi. Bây giờ thì hai đẩy lên đi, hai đánh một không chột cũng que mà. Trời ơi, mà trong khi đó người yêu mới cũ, người yêu mới này thì song kiếm hợp bích thì kiểu gì chả gọi là thuận, người ta gọi là thuận vợ thuận. Ui rồi ôi thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn. Nhưng mà thôi rồi, bắn đau thấy mẹ rồi. Người yêu cũ ơi, quay lại cứu đi. Bây giờ không xoa đít là chắc chắn là hẹo rồi. Gấu đã đẩy lên rồi, lần này thì mình sẽ lồng tiếng vào rồi. Thôi xong, Tuấn là B và chun lại có một pha thông đít thành công khi mà hốt luôn hai cái mạng. Khi mà gấu đang quyết định là mày à, mày người yêu mới, người yêu cũ đẩy lên tao bắn mày chết mợ mày. Nhưng mà không, chun đã, chun và Tuấn là B đã húp luôn rồi, trọn vẹn rồi. Người ta gọi là người làm mà cờ hóa hưởng đấy. Mình nói vậy thôi, gọi là ví vậy thôi chứ anh em đừng có trách nha. Bây giờ thì chắc chắn gấu phải nằm xuống rồi. Đẩy không đẩy, bây giờ để cho nhau nhìn thấy thì chắc chắn là chết rồi. Cái vòng bo của chúng ta bây giờ thì còn còn 9 team và còn 16 player nữa. Trước mặt của team Tuấn AB đó là vị trí của Tiên. Gà đã phải nằm xuống rồi. Gà với cặp đôi này thì đã phải nằm xuống. Bây giờ chỉ còn lại có một mình cô gái của chúng ta ở trong cái vòng bo này mà thôi.
Đâu đó ở phía ngoài bo thì trời ơi, cái bo này mà chạy bộ thì thôi, thốn thấy mẹ luôn. Mau rút cứ phải gọi là thốn hơn Diana siêu thấm anh em ơi. Nên là ui rồi ôi, giật từng cục một, chắc chắn là hẹo bo rồi. Bây giờ Đức Tuấn đã phải lầm xuống rồi, lầm xuống chắc chắn rồi. Tuấn AB đã có, ui rồi ôi, lấy luôn cái mạng của tiên mà thôi, dễ dàng. Khi mà Tuấn AB tận 12 mạng, ui rồi ôi, anh ấy lại một pha gọi là hủy diệt rồi. Bây giờ thì chúng ta còn 7 team và 13 player nữa. Không biết là bây giờ thì sẽ bỉm lại một pha ngã lúi chết rồi. Bây giờ thì Tuấn AB tiếp tục đang cháy vào team của Ngân và Mạnh. Và ở giữa của cái cụ vụ gì nhỉ? Đánh quen này thì đang có xuất hiện ở giữa là team số 48. Bên trên, ngay bên phải của mình thôi, đó là team của Tuấn. Và ngay bên trái là team của Ngân. Ngay bên trên đầu là team 43. Ui dồi ôi, quả này là ở đây sẽ diễn ra một vụ hấp diêm tập thể đây. Bây giờ thì không biết là các người chơi của chúng ta sẽ làm như thế nào để có thể là quánh nhau đây. Liệu rằng Tuấn AB có biết là ngay bên trái của mình thôi, vì là vị trí của Quang XXT không? Chắc chắn là nhìn thấy vị trí bên trên rồi. À đâu? Không nhìn thấy, không nhìn thấy. Không nhìn thấy anh em ơi. Chỉ đang chia đồ thôi. Đang chia nhau ít đồ bán hàng thôi. Ở đâu đó ở đây, ở ngay phía sau xa xa thì đó là team số 43. Không có gì là nguy hiểm cả. Nên là chúng ta vẫn chưa có gì để cát cả, định mệnh. Bắn nhau đi mấy anh trai. À, team số 43, số 48 nhìn thấy team của Tuấn AB rồi. Sấy là tốt. Ui rồi ôi, đâu đó thì đã bị một viên đạn ốp, một viên đạn ca to bằng quả xoài bay vào đầu rồi. Là anh ấy đang đau bụng thấy mẹ rồi. Phía bên trên thì à không phải, mình cứ ngỡ là team Tuấn AB đang sấy xuống cơ, nhưng mà không. Sờ mốc được tung ra đến vị trí của Tuấn AB để che đi được cái tầm nhìn ở bên trái của mình. Và team Tuấn AB đang cháy vào vị trí của team số 13. Chun đã lốc được cái mạng của Dragon rồi. Đây là người còn lại, người đồng đội còn lại của anh ấy, đó là Ngân. Và ngay phía sau đó là team số 47. Đáng đi xe kìa Ngân ơi, sấy nổ xe đi, yếu lắm rồi. Thôi xong luôn rồi, thôi xong rồi, thôi xong rồi. Chết bò chắc rồi, thôi. Hai team của chúng ta sẽ phải nằm ngoài bo rồi. Và chúng ta còn 3 team, đủ đầy đủ cả 6 thành viên ở trong cái vòng bo cuối cùng này. Liệu rằng là team của ai sẽ là đạt được cái ngôi vị Hoa hậu Myanmar đây, Hoa hậu sa mạc. Khi mà team 50 của Chun thì ui giời ơi, giữa bo rồi. Sấy tốt đến từ vị trí của Chun khi mà đang sấy vào vị trí của team số 43. Ở đâu đó thì Tuấn AB cũng đã có mạng rồi, đã lốc được cái mạng của team ở ngay bên dưới rồi. Bây giờ là một tình huống đẩy lên mà thôi. Bây giờ này Quang và người đồng đội của mình cách khá là xa nhau, nên chắc chắn là sẽ không cứu được nhau rồi. Đồng đội hip thì đang đau bụng thấy mẹ rồi, nhưng mà không, Quang bảo kệ mẹ mày, tao không cứu, xa thế này thì cứu thế mèo nào được. Bây giờ thì tao đang sợ thấy mẹ đây, khi mà trước ôi thôi xong, sợ thấy mẹ luôn, thò ra ăn ngay một yên viên ốp to bằng quả xoài của Bim. Hủy diệt tất cả khi mà mang cho mình đó là tận 14 kill. Trời ơi, một cặp đôi hủy diệt khi mà ở trong trước mặt là một pha solo kill công bằng, cực công bằng. 2-2, 2 đấu 2. Bây giờ thì liệu rằng team khách mời của chúng ta sẽ có thể là lấy được cái top 1 ở trong trận đấu thứ hai này hay không đây? Bây giờ là những cái tình huống gạ nhau thôi. Nào, ngon bơi vào đây, bơi vào đây, tao đập cho que giò. Sờ mốc quăng đi đâu vậy cha nội? Quăng lên đằng trước không quăng, quăng đằng sau làm mẹ gì? Trời ơi, vẫn là đang gạ nhau bằng những cái trái bom yêu thương mà thôi. Chúng ta cùng mới đến với góc cam rộng hơn một tí để cùng xem là cái trận đấu nó có gì hay ho không nha. Chia người rất tốt. Bây giờ thì người tem bất lợi đó là tem số 43. Khi có cho mình đó chỉ là một con xe và một cái gờ đá rất là nhỏ thôi. Trong khi đó thì team số 50, team khách mời chúng ta có tận rất nhiều những cái thuận lợi khi mà có rất nhiều đá và những cái gồ có thể là làm cho mình cái góc mạch up rất là đẹp. Sấy rồi, một quả lết đã được tung ra, nhưng chắc chắn là không tới rồi. Tới làm sao được khi mà rất là xa nhau.
Bây giờ thì team, hai team đều ở trong bo. Rồi sấy tốt từ vị trí của Chun khi mà cấu đi cho mình, đó là gần gần một, nói chung là cần chết thanh niên số team số 43 rồi. Nhưng mà anh ấy vẫn có thể bơm máu tốt cho mình. Bây giờ thì tình huống căng thẳng của chúng ta cũng đã chuẩn bị tới rồi. Không biết là liệu rằng là team nào sẽ đăng quang đây. Tiếp tục sấy, một quả lết đã được tung ra nhưng mà không cấu đi cho mình một chút máu nào cả. Đây là Chun và đằng sau là Tuấn AB. Tay cực to đang hủy diệt cái vòng cái map cái buổi cuối tùng của chúng ta, một thanh niên streamer Tuấn AB. Bây giờ thì tình huống căng thẳng là quá là hết sức là căng thẳng rồi. Căng thẳng cực độ, ui căng thẳng vãi lên anh em ơi. Ôi tôi cát mà tôi cũng thấy căng thẳng luôn. Bây giờ lồng tiếng kiểu gì đây? Sao đây? Giờ sao? Chun đang bầu. Ê, ê, hai thằng kia ngon bơi vào đây. Một mình bố cân hết. Nhưng mà không, Phương trả lời. Ờ, bố đéo lên đấy làm gì được bố nào. Ờ, bố cũng trong bo. Ngon chúng mày lên đây. Đấy, Tuấn AB thì không nói gì cả. Chun là người lớn tuổi và là Chun gái thôi. Vẫn là đang gạ kèo nhau thôi. Bơi vào. Bơi vào, mày bơi vào, mày ngon đấy bơi vào. Mày bơi vào đấy, bơi vào. Úi dồi ôi, đang gạ nhau thôi. Ngon nhào rô. Bây giờ thì đang Chun đang bầu mê người em của mình, nó kệ mẹ chúng nó đi em ơi. Nhưng mà thôi, bây giờ thì ngoài bo mất rồi. Và Phương đang nói ờ chết mợ chúng mày đi. Bây giờ ngoài bo, ngon thì bơi vào đây. Bố mày xử hết, bố trong bo này. Vào đây bố cần hết. Đấy, Phương nói như vậy. Phương sấy vào smoke rồi. Không, nhưng mà không trúng rồi. Bây giờ thì Tuấn AB bảo gạ bố à, bố mới lên đây. Giờ bố hai thằng chúng tao lên đây. Sấy rồi, sấy tốt rồi, sấy tốt rồi, sấy tốt rồi. Tuấn AB sấy tốt luôn. Cấu được thôi, xong rồi. Vậy là tem ở trong bo đã phải nằm xuống rồi. Gạ kèo không thành công tới từ vị trí của Phương. Khi mà gạ xong thì thôi, Chun và Tuấn AB quyết định là chơi kèo luôn, khô máu đẩy lên. Và hiển nhiên kiếm cho mình đó là cái top 1 với Chun 9 kill và Tuấn AB hủy diệt tới tận 15 kill anh em ơi. Quá là kinh khủng khi mà team của chúng ta kiếm cho mình tận 24 kill. Gần như là một lửa lon cái bản đồ rồi. Đồ sát như vậy ai chơi, về nhà mà chơi đi em ơi.